một kẻ miền xa xôi lắm. Đạm Sương Hà gió tiết trở về đây để làm gì? Để kể cho bạn nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Diễn ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng tình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô, thế như mười tính gần người con gái đã sang sông. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Alo. Ban đầu
tân hôn nồng nặc phía loan phòng. Trời ơi tóc ca, bà đã bình yên mà khoác áo theo chồng, bà đã tận hưởng cuộc đời dài số hoa mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn xa. Tôi đến đây để chúc động cho bà đến hôn lễ được vui vàng hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dòng trời xa không mơ ngỡ mộng sông hồ. Làm ca như vậy là anh cố tình dịch nhiên sai, để cho bà yên tâm lên chịu cưới. Không, đó là quyền quyết định của sư mẫu, em làm sao em dối được. Bà ơi dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đến bên lề hạnh phúc. Có tiếng thương rồi cũng đành chia biệt, mong mi nào rồi cũng tan cuộc giữa đêm sương. Vậy thì thôi đường bà đi đường tôi bước, chẳng gót hoang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tìm đồi có lạ, để lắng nghe chim nguyên rung gà khóc yêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên bên cuộc sống, bên chồng và bên những con ngoan. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, mỗi sông hồ đã vùi lấp bước chân hoàng.